Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần lộ ý nối theo lộ ngũ. Lần trước khi mà học về lộ ý nối theo lộ ngũ đó, thì chúng ta đã qua được cái phần gọi là cái phần khái quát. Trong phần khái quát này chúng ta cũng đã ôn tập về cái lộ thuần túy, lộ ý thuần túy. Như chúng ta biết đó, là cái khi mà cái lộ ý nó khởi sanh đó, thì cái mà nó mở ra là nó đi thẳng vào trong cái hộ kiếp này đây. Đi thẳng vào trong cái hộ kiếp. Và vì nó đi thẳng vào trong cái hộ kiếp đó, đó cho nên là thường là nó không có cái phần cái tiếp theo đó, là nó gọi là cái phần hộ kiếp vừa qua, nó không có. Ở phía trước này, hộ kiếp vừa qua nó không có cái phần này. Nó đi trực tiếp vào. Và như lần trước á, chúng ta nói về các cái cảnh mà cái lộ ngũ này. Cái lộ ngũ đây là nguyên một cái giải, đây là lộ ngũ này. Khi cái lộ ngũ nó bắt cái cảnh đó, thì nó bắt những cái cảnh mà thuộc về đây, thuộc về các cái căn. Tức là nó sẽ có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Năm cái cảnh đó, nhưng mà nó thành ra tới bảy cái sắc pháp. Là bởi vì trong cái phần mà cái cảnh gọi là thân mà xúc chạm đây đó, cảnh xúc nó nằm đây. Thì trong cái cảnh xúc này đó, thì ba cái phần mà nó thuộc về tứ đại đó, thì nó bỏ phần thủy đại ra. Tức là thủy đại nó thuộc về sắc tế. Còn ba cái phần mà nó gọi là địa đại, quả đại và phong đại nó thuộc về sắc thô. Thành ra nó nằm trong năm cái căn đầu tiên đây, và đây là năm cái cảnh. Năm cảnh này nó thành ra bảy cảnh của sắc thô, thì bao giờ nó cũng có cái phần hộ kiếp vừa qua cả, lúc nào cũng có cả. Tại vì đây là một cái sắc thô mà nó đi vào trong cái phần mà coi như là cái tâm mà hộ kiếp này đó, thì nó khó mà tiếp nhận, cho nên là nó phải tấn công nhiều lần. Tức là cái cảnh nó xuất hiện, nó chiếu vào cái dòng hộ kiếp, và nó cứ chiếu đi chiếu lại cho đến khi nó cắt đứt được. Hai cái dòng này là dòng nghiệp của chúng ta. Phần trắng này nó có hai, nó vừa là thiện, nó là thiện trí ở đây. Đây là khi chúng ta hướng về điều lành, làm điều lành với một cái tâm trong sạch, có cái trí tuệ hiểu biết về tâm linh, thì cái pháp thiện và thiện trí khởi sanh lên trong tập chúng ta. Và khi chúng ta kiếp này chúng ta sinh ra được làm người, và chúng ta được tiếp nhận giáo pháp, thì chúng ta phải hiểu rằng cái con đường thiện và thiện trí này là cái con đường quen thuộc mà chúng ta đã đi. Nhưng mà bên cạnh đó, những cái tập khí xấu chúng ta đó, thì chúng ta cũng chưa dứt khoát hết. Cho nên là ba cái phần này nó thuộc về tham, sân, si. Cái chuyện này vẫn còn có. Cho nên đây là cái dòng nghiệp thiện và đây là dòng nghiệp bất thiện, luôn luôn nó trôi chảy trong tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta sinh ra chúng ta được làm người đây. Thì chúng ta sinh ra với các cái tâm quả thiện này này. Làm người đây. Kể cả cái người mà sinh ra có tật nguyền từ trong bụng mẹ đi nữa đó, thì cũng được làm người. Mà được làm người á, thì cái phần thiện và thiện trí này đó, nó mạnh lắm. Nó chỉ có thể yếu đó, là cái khi nào những cái pháp bất thiện ở trong tâm chúng ta nó khởi lên á, thì tất cả những cái pháp bất thiện này á, nó đều có si cả. Tâm tham nó có hai nhân là tham và si. Tâm sân nó có hai nhân là sân và si. Và tâm si nó có nhân si. Như vậy thì cái nhân si này đó, khi mà nó phát sinh lên á, thì những cái phần này nó đẩy lên nè, nó sẽ làm hôn ám. Như vậy là cái ngọn đèn mà mình gọi là cái ngọn đèn trí tuệ của mình á, cái ngọn đèn trí tuệ của mình á, thì sẽ bị hôn ám, nó bị che. Nó bị che khuất lại. Và nó càng che khuất chừng nào
thì những cái pháp bất thiện của chúng ta càng mạnh chừng đó. Và cái mặc dù chúng ta sinh ra thì chúng ta sinh ra bằng cái tâm thiện trí đây, nằm ở cái chỗ này, thiện và thiện trí nằm đây để sinh ra đây. Nhưng chúng ta hãy nhớ thế này, nơi đây đó nó có cái sở hữu tưởng. Tất cả những cái phần mà nó gọi là cái phần mà sở hữu tợ tha, mà nó thuộc về sở hữu tợ tha biến hành ở đây, thì xúc thọ tưởng, tưởng nằm đây. Thì cái sở hữu tưởng khi mà nó có mặt như vậy á, là nó ghi nhận hết. Cho nên là khi mà sư cô vẽ đó thì quý vị hiểu rằng là khi mình tái sanh á, bằng tâm tục sinh, nó nằm ở cái tâm thiện đây. Nhưng mà cái thực chất của nó đó, ngay cái chỗ này nè, nó sẽ bao gồm hết tất cả, đầy đủ hai phần. Là do cái sở hữu tưởng của nó khi nó làm việc. Thí dụ vậy mình có thể thấy thế này nhé. Cái khi cái người mẹ hoài thai một cái đứa con, mà cái đứa đó đó là cái phước báo của nó, là cái thân thể của nó đầy đủ, nó không bị khuyết cái gì cả. Từ cái sắc thô cho đến sắc tế. Sắc thô tức là tất cả các cái cơ quan thuộc về phù trần căn, và cái sắc tế của nó là cái hệ thần kinh của nó đều hoàn chỉnh hết. Điều đó là cái phước. Vì vậy chắc chắn là cái đứa nhỏ này nó sẽ sanh ra bằng cái tâm mà nó gọi là cái tâm thiện hoặc là thiện trí đây. Hai cái này, tâm quả thiện hoặc là thiện trí, nó là như thế đó. Nhưng mà cái khi cái người mẹ hoài thai đó, mà cái đứa trẻ này mà cái phước về thiện trí, thiện và thiện trí của nó lớn á, nó lớn hơn cả cái người mẹ của nó đó, thì quý vị sẽ thấy là cái gia đình đó, khi cái người mẹ hoài thai, thứ nhất là sức khỏe người mẹ rất tốt. Cái thứ hai á, là cái người mẹ này tinh tường à, tức là trước đây thì cái người đó có hơi lờ đờ chút đi, nhưng bây giờ tự nhiên cái người này nó tinh tường, nó bén nhạy, nó tinh nhanh hơn. Hai cái biểu hiện. Cái thứ ba nữa là cái gia đình mà cái đứa trẻ này nó xuất hiện đó, thì trước đây nó có lộn xộn, hay nó có khó khăn về kinh tế, hay nó lộn xộn trong gia đình đó, thì bây giờ đó là những thứ đó ổn định. Thậm chí nó mạnh cho đến đời đó, có khi cái người mẹ hoài thai đó là không ăn được những cái thịt của động vật, thịt của súc sinh không có ăn được, mà chỉ ăn những cái món trai lạc mà thôi. Hoặc là trước đây đó, cái người mẹ này đó là không có biết đến chùa chiền, đến kinh điển, cũng không biết đến cái tam bảo là gì, thì bây giờ cái người mẹ này lại có cái khuynh hướng rồi, vì thế nó mạnh hơn. Bây giờ cũng một cái đứa trẻ nó sinh ra làm người, mẹ nó hoài thai nó, nhưng mà nó hiển lộ đó những cái pháp quế nhiễm của nó đó, từ trong bào thai nó đã hoạt động mạnh rồi. Cho nên cái người mẹ khi hoài thai cái đứa nhỏ đó, sức khỏe nó sụt xuống. À, cái người đó không còn cái sự minh mẫn, tinh nhanh nhẹn, mà tinh tế như trước đây nữa. Là hai cái phải xem. Cái thứ ba nữa là cái người mẹ khi mang thai đó, là cái người nó bức rứt, nó khó chịu, nó thành ra là tánh tình nó cũng đâm ra nó quạo quọ, nó bất an. Và cái có khi đó có thai như vậy đó, là thèm những cái thứ tanh hôi. Quý vị thấy như cái bà hoàng hậu khi mà mang thai A Xà Thế đó, thì lại thèm hút cái máu, nút cái máu, mà máu đó là chính của đức vua, là cha của đứa nhỏ ở trong cái bào thai đó, thích hút cái máu đó. Một cái biểu hiện mạnh để cho thấy rằng đó là sau đó chính cái đứa nhỏ này là cái người giết cha của nó. Để thấy những cái dấu hiệu của nó ghê gớm không? Thành ra là chúng ta không có thể nói rằng là khi nó sanh ra với cái tâm quả thiện và thiện trí thì nó không có chứa cái này, bởi vì sở hữu tưởng nó chứa. Và nó hoạt động thấy rõ. Cho nên cái người mẹ mà khi hoài thai cái đứa con đó là thấy rõ cái nhân quả của mình với nó. Rồi khi nó chào đời đó, mình nuôi nó dễ hay không dễ? Khó hay là không khó thì mình biết liền. Mình biết cái nhân quả của nó với mình. Mình biết những gì nó đem đến trong cái gia đình này. Thì chúng ta sẽ thấy nó diễn tiến ra như vậy, không có mơ hồ.
cái mơ hồ là do cái lòng mình á bị cái pháp tục đế mà nó thuộc về cái ái nhiễm đây, là luyến ái đây là cái đứa con của mình, cho nên không nhận ra cái dấu hiệu của nhân quả khi nó xuất hiện trong cái đời sống của mình. Rõ dữ lắm, không nhận ra. Hoặc là khi người ta kết hôn với nhau cũng vậy đó. Cái khi mà trong những cái ngày đầu tiên khi người ta quen biết với nhau, ta tìm hiểu lẫn nhau, sư cô vẫn hay nói với mấy cô cậu nhỏ nhỏ đó, bắt cái cân lên sẽ thấy đó, cái khoảng thời gian mà mình vui vẻ, mình phấn khởi và mình được thấy cái mình phát triển những cái phần tốt đẹp trong người của mình đó nhiều hay ít, mình lấy cái bằng cân lên cân rồi biết. Mình tính bằng lần, mình tính bằng cái sự khinh an trong tâm hay là sự nặng nề trong tâm của mình đó, mình tính cái đó thì mình sẽ thấy rõ là đây là cái chuyện tiến tới này là tốt đẹp nhiều hay khổ đau nhiều, biết rõ không sai chạy. Bởi vì đó là một cái giai đoạn mà cái người A với người B, là người nam với người nữ này đó, đều muốn thể hiện tất cả cái sự tốt đẹp của mình để mà tặng cho bạn của mình. Đều muốn thể hiện rằng là mình làm vui lòng cái người bạn của mình đây. Mà cái thời gian đó nó trục trặc đến như vậy thì mình biết đây là cái hấp lực của nghiệp cảm. Và nó sẽ diễn tiến đúng như thế, không có sai chút nào cả. Bởi vì cái con đường đi của nghiệp là con đường lặp đi lặp lại, như chúng ta biết đó, nó đây. Và khi chúng ta học tới cái bài này á, là từ một cái lộ ngũ này nó nối theo đây và nó còn tiếp tục nữa không hết, thì chúng ta hiểu là cái lặp đi lặp lại này để cho chúng ta sẽ nhận ra nhân quả của mình. Vì nó tái đi tái lại mà tại vì mình không để ý. Mình không có biết cách nhìn nó, mình không có biết cách quan sát nó, cho nên mình không hiểu rõ nó. Với lại đó, mình bị cái gì? Mình bị cái hoạt động này nè, nó mang cái tính chất liên tục. Vì cái tính chất liên tục này á, mà nó không thấy được, nó không thấy được cái hoạt động đích thực của nó là cái gì. Và thông thường đó là chúng ta cứ bị những cái cảm xúc này, nó không phải nó trong thiện trí. Người nào trong thiện trí sẽ thấy rõ, người nào không trong thiện trí sẽ dùng cái này. Và người ta gọi đây là cái gì? Người ta gọi đây là cái tình. Cái tình này đó nó thiếu trí. Còn cái tình mà nó có trí đó là cái tình nó nằm ở đây. Nó nằm trong cái bi tùy hỷ, nó nằm trong cái chỗ vô tham và vô sân đầy, mà nó có trí tuệ. Hai cái đó khác nhau, những cái chi phần của nó hoàn toàn nó khác nhau thôi. Cho nên chúng ta nhầm lẫn cái cảm xúc và cái hiểu biết của chúng ta từ cái khởi ban đầu, thì nó sẽ dẫn dắt đến những cái hụt hẫng, những cái khổ đau, những cái bất hạnh mà do cái nhìn ban đầu của mình nó dẫn đi suốt như thế, mình không có thấy ra. Cho nên là người ta lập gia đình, người ta sống với nhau, người ta đi tìm một cái công ăn việc làm, và đến đó người ta sống trong cái cộng đồng, người ta phải làm việc, thì chúng ta sẽ nhận ra liền nhân quả. Và khi mình nhận ra được vậy đó thì mình mới biết cách ứng xử. Và mình nhận ra đây được như vậy rồi đó, thì mình dùng cái thiện trí nè để mình thoát khỏi những cái bất trắc, cũng như những cái mà cái hậu quả do cái sự mờ mịt của mình gây ra. Cho nên là chúng ta hiểu rằng đó là tất cả những cái hoạt động mà nó thuộc về cái hoạt động của tâm thức đó, dầu nó đi bằng cái ngõ gì, cái ngõ đó bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, hay nó nằm trong cái tâm ý, thì rồi cuối cùng nó cũng sẽ đi tới những cái hoạt động của nó này, hoạt động tạo tác ở trong tâm. Thành ra con đường đi không thành vấn đề, mà cái vấn đề là nó hoạt động ở trong tâm. Và khi mà nó hoạt động trong tâm chúng ta,
thì nó chỉ có hai đường, con đường thiện hoặc là con đường bất thiện mà thôi. Con đường thiện là con đường đúng, con đường bất thiện là con đường sai. Và con đường đúng này là đem đến an vui, và con đường sai này sẽ đưa đến đau khổ. Đó là luật của tâm linh. Và chúng ta không có thể cầu nguyện mà được, mà chúng ta chọn lựa bằng sự sáng suốt của mình. Và sự sáng suốt này cũng không ai cho mình hết. Và sư cô nhắc đi nhắc lại là do trí văn, trí tư và trí tụ. Trí văn là chúng ta nghe giáo pháp, nghe đúng chánh pháp. Giáo pháp thì nghe nhiều lắm, nhưng mà đúng chánh pháp hay không là do phước báu của mình. Có phước báu thì chúng ta mới nghe được chánh pháp, còn không có phước báu thì chúng ta không nghe được chánh pháp. Nghe được chánh pháp rồi thì ứng dụng vào trong cái mà mình thấy, cái hoạt động về nhân quả của mình với những người thân nhất của mình. Nhân quả nó diễn ra ở nơi cái người mà mình sống thân nhất. Cái người mà làm cho mình đó luôn luôn phải có một cái suy nghĩ để ứng xử. Thì đây là cái nhân quả mạnh nhất đối với mình. Thành ra khi mà chúng ta hướng về một cái đối tượng nào, hướng về cái đối tượng nào và kết vào cái đối tượng này để nó đi thành một cái dòng chảy như thế này, và rất là nhiều lần trong những cái dòng chảy như thế này, thì chúng ta hiểu rằng đây là hoạt động thuộc về ứng xử để tạo tác nên cái nghiệp mới của mình. Hiểu như vậy để mà chúng ta thận trọng. Vì chúng ta đó cứ nghĩ rằng là mình sống nó phải làm cho cái người khác, người ta hài lòng về mình, người ta vui vẻ về mình, người ta khen tặng mình, người ta quý mến mình, người ta trân trọng mình, thì mình coi cái đó là số 1. Thưa quý vị, cái đó là số 2. Cái con số 1 á, nó nằm ở cái chỗ đó là mình biết trân trọng gì mình không. Mình trân trọng về mình có nghĩa là mình dẫn mình đi trên những cái pháp thiện và thiện trí này, không đưa mình vào trong cái quế nhiễm. Vì cái mà đem đến cái hạnh phúc an vui của mình chính là những cái pháp thiện và thiện trí, chứ không có ai cả. Trong khi cái tục đế đó, tức là cái chân lý ở thế gian này, cái chân lý ở tương đối đó, thì chúng ta thấy cái môi trường xung quanh, đời sống xung quanh, những người sống với mình đó quyết định cái niềm an vui hạnh phúc của mình. Nhân pháp chân đế nói rằng chỉ có thiện và thiện trí trong tâm của mình quyết định sự an vui và hạnh phúc của mình. Nhưng chúng ta đây yếu đuối, và chúng ta cần phải tạo ra một cái mạng lưới như con nhện vậy đó, để chúng ta kết thân với những người khác, và chúng ta tạo một cái con đường qua lại với nhau. Cái chỗ đó là cái nhầm lẫn giữa tục đế và chân đế, giữa cái hạnh phúc đích thực và cái sự thỏa mãn phù du. Nhưng chúng ta là những con thiêu thân đi hưởng những cái cảm thọ phù du. Rồi để rồi đó là than khóc, để rồi là khổ đau, và tất cả những cái cảm xúc này đó, khi nó phát sanh lên trong cái thức này nè, thì một cái điều lạ lùng nhất là khi những cái xúc mà nó phát sanh lên này, và nó đi dọc cả những cái đường hoạt động này, tất cả nó đều có xúc hết á, thì người ta lại hưởng những cảm xúc. Hãy xem xét nữa đi. Xem xét trong chính cái bản thân của mình, mình sẽ thấy cái kinh khủng nhất là mình thọ hưởng những cảm xúc này. Những cảm xúc này khi phát sanh trong thức liền có sự thọ hưởng. Và sự thọ hưởng này phát sanh từ nơi tâm thần. Hưởng hết. Cái gì cũng hưởng. Nó hưởng cho đến như vậy. Người ta đau khổ, người ta rền rỉ, người ta khóc than. Nhưng khi dẫn người ta ra khỏi cái chỗ đó, người ta không ra.
Đừng tưởng người ta đau khổ mà mình dẫn người ta ra, mà người ta ra, người ta không ra. Tại vì khi người ta ra khỏi cái chỗ đó rồi, người ta thấy không có gì để bám víu nữa. Có để mà khổ, có để mà buồn, có để mà thỏa mãn, có để mà hận thù, nhưng có vẫn hơn không. Đó là cái tiếng nói của tâm thám. Nó nói như thế. Cho nên là người ta không có đi ra đâu. Cái gì để ý, mấy người mà họ đi than thở, chồng họ như thế này, vợ họ như thế kia đó ha. Mà quý vị khuyên họ ra đó, vài bữa họ nói với chồng, với vợ họ đó, là bà đó, ông đó khuyên như vậy đó, là mình liệu cái hồn mình. Vì nó đắm nhiễm mà, nó đắm nhiễm trong cái chỗ này là nó có ra. Mặc dù cái lúc mình nói đó, thì nó cũng hiểu ra, nó cũng nói là đúng, phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà vài bữa nó bị che rồi, quý vị đây nè. Cái phần thiện thiện trí nó che rồi, thì nó sẽ mét lại. Đó là cái hoạt động cái tâm tham, nó không có đi ra. Nó đi như thế, là nó quay cuồng trong cái tâm người ta, nó dẫn dắt người ta đi. Giờ hôm nay là mình sang tới cái phần lần trước thì cô đã nói về 6 cái khái niệm mà nó thuộc về 6 cái lộ ý đi nối theo cái lộ ngũ đó. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái phần hôm trước là chúng ta nói cái phần ví dụ đó. Chúng ta hôm nay sang tới cái phần thí dụ. Thì thứ nhất chúng ta thí dụ về cái lộ nhãn môn mà cảnh rất rõ. Cái lộ nhãn này đó có nghĩa là mắt. Mắt thấy cái cảnh, lộ nhãn này, mắt thấy cái cảnh. Mà đây là cảnh rất rõ. Khi mà chúng ta nói cảnh rất rõ thì chúng ta hiểu đằng sau của nó sẽ có 2 cái tâm ngót này. Tức là những cảnh nó đi theo cái phần mà động tóc đây. Đây, tâm ngót đi theo động tóc đây. Để nó giúp cho cái tâm động tóc này đó là không có bỏ sót một cái gì cả. Chúng ta nhớ chữ mót là mót lúa đó, thì chúng ta nhớ để cho mình không có quên. Tức là cái người nông dân người ta gặt lúa trên cánh đồng thì bao giờ nó cũng sót lại, nó cũng rơi vãi những cái hạt thóc hoặc là những cái bông lúa nó còn sót lại. Bây giờ cái người đi mót lúa có nghĩa là cái người đi thu gom lại hết, không để sót một hạt lúa nào, không để sót một cái bông lúa nào, để cho cái việc mà người ta gặt đó, gặt lúa đó, nó được coi như là thành tựu mỹ mãn luôn. Thì hai cái tâm mót này nó xuất hiện đó, là nó giúp cho các cái tâm động tóc này nè, khi nó ứng xử bằng cái tâm thiện, thiện trí hay là tham sân si, thì nó đều là hoàn tất công việc của nó hết. Hãy tâm nào thì nó làm cho hoàn tất cái tâm đó. Như vậy cảnh nó mạnh chừng nào thì cái tâm mót đi theo để nó chu đáo chừng đó. Cho nên khi mà những cái cảnh rõ nó hiện ra, hoặc là những cái cảnh lớn nó hiện ra, nói về cái lộ ngũ môn á, thì chúng ta sẽ nói cảnh lớn. Mà nói về cái lộ ý đây đó thì chúng ta sẽ nói cảnh rõ. Thì cái nào nó rất rõ, cái nào nó rất lớn thì nó đều có một cái ấn tượng sâu. Và khi một cái ấn tượng sâu đó, khi mà nó xuất hiện đó, nó hình thành một cái vết hằn. Cái này chúng ta gọi là cái ấn tượng. Nó là một cái vết hằn. Nó khó có thể phôi phai. Và khi nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vết hằn này nè, nó sẽ trở đi trở lại. Không biết bao nhiêu kiếp, không biết bao nhiêu lần. Cái lần trước đó có một cái câu hỏi mà sư cô cũng có trả lời rồi. Bữa nay nhân đây đó là nói thêm một chút nữa. Câu hỏi đó có nói thế này.
Là tại sao khi những cái chuyện nó xảy qua đã trở thành của quá khứ rồi, mà bây giờ khi nó trở lại đó, thì những cái cảnh tốt nó không trở lại mà những cái đau khổ nó trở lại. Vì đây nó hình thành một cái vết hằn. Nó làm thành một cái ấn tượng. Nó làm thành một cái ấn tượng không thể phai mờ được. Cho nên á, khi những cái sự việc nó xảy ra mà nó thuộc về cái quả bất thiện trong cái đời sống của chúng ta đó, đừng làm cho nó tăng trưởng. Đừng làm cho nó tăng trưởng, hãy làm cho nó bị trẻ nhỏ ra và bị lẫy lùi trở lại bằng cách chúng ta quán về nhân quả. Người ta đối xử với mình như vậy, hoàn cảnh mình khắc nghiệt như thế này, bởi vì mình đã từng làm như thế, mình đã tạo như thế, mình đã từng đưa người khác tới cái bước đường cùng, mình đã nhẫn tâm như vậy. Bây giờ ngày hôm nay mình gặp cảnh này, để như vậy chi, mình giải ra. Còn nếu không giải ra thì nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại. Và mỗi lần nó trở lại đó thì nó in hình xuống, những cái vết hằn này nó lại tiếp tục in hình xuống. Chúng ta lại giam nhốt mình chừng nào chúng ta đi ra. Nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại, trở đi trở lại. Cho nên nó là khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, tất cả những cái này là điều chúng ta tiếp nhận với những cái mà nó thuộc về quá khứ, với đầy đủ hai cái pháp thiện và bất thiện đây, nó tiếp tục. Nó tiếp tục. Nó không có thể nào mà nó không tiếp tục được. Chỉ trừ khi chúng ta giải nó hết ra thì nó chỉ còn lại cái pháp thiện mà thôi. Còn nếu không giải nó thì cái pháp bất thiện này tiếp tục. Cho nên chúng ta phải hình dung như thế này. Những cái pháp bất thiện, tức là những cái mà mình thấy bất an, mình thấy lo lắng, mình thấy bức xúc, mình thấy buồn, mình thấy bất hạnh, mình thấy khổ đau, thì tất cả đó chúng ta hãy xem nó như là những cái vết mà cái áo trắng chúng ta đây đó, nó lấm bùn. Cái trách nhiệm của chúng ta là phải giặt tẩy đi cho nó sạch sẽ. Còn nếu không á, nó sẽ làm cho mục rách cái áo này và không thể mặc đi đâu được cả. Thì cái tâm chúng ta cũng như vậy. Thế nhưng mà chúng ta không ra khỏi là bởi vì chúng ta sinh ra từ trong cõi dục. Cho nên á, là chúng ta đây lúc nào cũng mong muốn sự hưởng thụ. Và sự hưởng thụ này là gì? Sự hưởng thụ này là hỷ lạc. Cho nên á, ngay cả những khổ đau, những bất hạnh của mình đó, người ta cũng tìm thấy trong đó một sự thụ hưởng. Và cái này sư cô nói nhiều lần, hôm nay nhắc lại để chúng ta hiểu này. Nơi chúng ta có hai cái cảm thọ. Cái cảm thọ mà để thọ hưởng cái sự an lạc đó, của một cái con người đích thực là cái con người mà nó đi theo con đường thiện và con đường của những cái chư thiên và những cái bậc lớn đó, thì bao giờ đó là cái sự hưởng thụ này nó cũng thuộc về cái phần hỷ thiện đây. Còn nếu không á, là cái khuynh hướng chúng ta sẽ hưởng những cái phần mà nó thuộc về tham thọ hỷ đây. Và nó làm cho đó, cái này nè, cái mà nó trong cái tham thọ hỷ đây, nó nằm đây rõ ràng đây, đây, bốn cái màu hồng đây, cái tham thọ hỷ đây, nó nằm ở đây đó, là cái mà cái thọ hưởng này đó, nó thuộc về cái hạng người. Cái hạng người này đó, nó gọi là ma vương. Hạng này là hạng của quỷ, của giả xoa. Còn đây là chân nhân, bậc chân nhân. Và đây là những cái bậc thánh, bậc đắc thiền. Con đường nó đi khác nha.
Cho nên đó, trong cái đau khổ này đó, người ta cũng gặm nhấm những cái đau khổ này á, để người ta sống bằng cái tâm thức của ma vương. Và vì vậy đó, những cái ác này nó sẽ tồn tại trên cái đường luân hồi. Cho nên có những kẻ tàn nhẫn xong thấy thỏa mãn, thỏa mãn cái ác của mình, thỏa mãn cái mình gieo rắc sự đau khổ người khác. Cho nên trong cái từ ngữ sư cô giảng cho quý vị, luôn luôn sư cô có nói thế này, là những cái hỷ lạc trong tâm tham, đích thực cái tên gọi của nó là thỏa mãn. Như vậy người ta có thể đó thỏa mãn với những điều người ta mong muốn mà nó thuộc về cái tha tốt đây. Cái mong muốn mà nó thỏa mãn những dục lạc mình để nó nằm đây. Và trong khi cái sân hận nó là cái mặt trái của tham này đây, người ta vẫn thỏa mãn khi hiển lộ cái sân này. Và chính cái đó là cái của ma vương mà mình mắc vào mà mình không biết. Cho nên đau khổ chưa chắc là muốn đi ra. Khó mà đi ra. Nhìn kỹ trong tâm của mình á, mới thấy cái đó nó xuất hiện. Và vì vậy tại sao đó mà khi thân hoại mạng chung chúng ta sanh xuống bốn cái cảnh khổ là do những cái pháp này là chi phối trong tâm chúng ta nhiều quá, nó che mờ tất cả những cái pháp mà thuộc về trí tuệ đây, nó che mờ hết. Thì nó xuống cái cảnh khổ đầu tiên chúng ta sẽ thấy súc sinh. Súc sinh chỉ có thiện, không có thiện tri, mà cái thiện này cũng bị che mờ. Rồi chúng ta sẽ thấy quỷ, quỷ khổ. Ở đây có ma và quỷ đói. Ma lúc nào cũng rên rỉ, và quỷ đói lúc nào cũng khao khát. Không phải riêng người ta khao khát thức ăn đâu. Khao khát thức ăn là một cái phần rất nhỏ thôi. Người ta khao khát những cái dục vọng mà ta muốn á, là bao giờ cũng đạt đến cái đỉnh của nó. Và không có đỉnh cho cái sự khao khát của quỷ đói. Tự quỷ đói này sẽ đẩy lên ngoài, đẩy lên ngoài, đẩy lên ngoài, đẩy lên ngoài. Đẩy đi đến cái chỗ mà bản thân của mình đó, càng lúc nó càng đi vào trong cái đen tối. Vì thế những người ta sử dụng ma túy thì lúc đầu nó là một cái cảm thọ đó, cái cảm thọ nó thuộc về cái hỷ lạc nó nằm ở đây, cái hỷ lạc nó nằm đây, đây nó nằm đây, nó nằm đây đó. Nó làm cho cái thần kinh của cái người mà thọ hưởng đó, người ta hầu như là người ta quên tất cả mọi thứ. Người ta chỉ có hưởng được một cái cảm thọ, mà cái cảm thọ đó là nó đầy những cái cảm xúc hưng phấn. Nó làm cho ta cảm thấy như là mình sáng suốt hơn, như là mình mạnh mẽ hơn, như là mình giàu ý chí hơn, như mình đây là một cái người đang được hạnh phúc. Người ta bị quyến rũ vào trong những cái cảm thọ đó. Và như vậy những cái trạng thái đó thì nó tăng lên, nó tăng lên, thì nó tăng liều lượng lên, nó tăng liều lượng lên, cho đến khi đó nó đi vào cái sự hỗn loạn. Nó đi vào sự hỗn loạn. Và cái hỗn loạn này nè, cái hỗn loạn này là nó đưa người ta vào cái gọi là cái sở hữu tưởng thuộc về điên đảo. Và cái hệ thần kinh của những người này đó, đầu tiên nó suy, rồi sau đó nó bị bệnh. Và cái người này khi sinh ra trong nhiều đời nhiều kiếp đó, là nó sẽ ở vào trong cái dạng của quỷ. Mà quỷ này nó không phải quỷ đói không đâu, nó vừa mang tính chất của quỷ đói, nó vừa mang tính chất của quỷ dữ. À, cái ác nghiệp nó tạo ra như thế thì nó sẽ vùi lấp
không biết bao lâu. Và cho tới bây giờ thì chúng ta đã hiểu rằng là cái quả đất như thế này đây, đây là trục của quả đất đây, thì những cái điên đảo nó sẽ nằm trong cái vùng địa ngục mà nó gần với cái tâm quả đất nhất. Và nó bị nung nấu ngày đêm. Vì người ta cứ nghĩ rằng là chết là hết, chết là hoại một cái sắc pháp. Nhưng mà cái dòng tâm thức này nè, dòng tâm thức này nó không có chết, nó sinh diệt mà thôi. Và những cái cảm thọ này nó cũng sẽ đi trên cái đường hoạt động của nó. Cho nên trong cái loại quỷ khổ này nó có nhiều loại lắm, đa dạng lắm, chúng ta chỉ nói thôi. Bởi vì cái quỷ khổ này mà cái khổ nhất là quỷ dữ. Vì không có ác nghiệp nào không dám làm. Cho nên chúng ta thấy là những người đó gọi là, bây giờ mình gọi là ngáo đá đó, thì cái khi đó nó không còn biết gì hết. Cho nên là giết cha giết mẹ dễ dàng, giết bất cứ ai, giết coi như là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì đó là hình ảnh của quỷ dữ. Và quỷ dữ không hề nhận ra rằng mình đây là quỷ dữ, mà nó đang thỏa mãn cho cái sự hung hãn của nó, vì nó hưởng thụ. Và nơi chúng ta đều có hết, không ai không có cả. Chỉ có cái là khi nó khởi lên vậy đó, mình nhận ra không? Nếu mình nhận ra được cái sát na nào thì sát na đó mình thoát, còn không dính. Hãy để ý xem đi. Cho nên người ta chịu đấm để ăn xôi, người ta vẫn nuôi dưỡng những cái điều đó. Và hãy coi chừng, đây là con đường của quỷ khổ xuất hiện trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Cho nên không phải cái gì cũng bám vào đâu. Hãy gắn cái đời mình vào trong những pháp thiện và thiện tri. Còn tất cả những cái cảm thọ khác, nhớ chính xác chữ thỏa mãn. Còn chữ hạnh phúc nó sẽ nằm ở trong cái phần thiện, thiện trí và nó đi lên. Cái đỉnh của giải thoát là chân của hạnh phúc. Còn đây là sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn mà chúng ta ngỡ rằng hạnh phúc. Vì chúng ta là người ở cõi dục, chúng ta mong muốn chúng ta được đáp ứng, được hài lòng, được thỏa mãn. Thì chúng ta hãy xem nó là cái gì. Chúng ta có thể làm một cái bài kiểm tra cho mình rất là dễ ở cái chỗ đó. Là khi mình hài lòng, mình thỏa mãn, mình gọi là hạnh phúc, mình vui đó, mình đặt vấn đề ngược lại, nếu nó không được mình có buồn không? Nếu nó không được mình thất vọng, mình buồn, thì có nghĩa đó là cái hạnh phúc của ma dương mà chúng ta ngỡ rằng nó là cái hạnh phúc đích thực. Chúng ta thưởng hai thứ nha. Hai thứ. Một cái thứ hạnh phúc đích thực đưa đến sự nhẹ nhàng, đưa đến những cái hưng phấn, mà cái sự hưng phấn này dẫn về cái điều tốt. Còn cái thứ hai nó chìm lắng xuống, đi xuống đây, nó dữ dội lắm, nó kích động dữ dội. Còn ở đây nó không phải là kích động, nó chỉ là một cái sự hưng phấn, nhưng mà nó đưa đến sự nhẹ nhàng, sự an lạc. Còn ở đây á, nó đưa đến sự kích động. Và cái sự hưởng thụ của nó là mạnh mẽ lắm, ghê lắm. Hãy thấy tất cả những cái pháp nó diễn ra trong cái tâm của mình cực kỳ tinh tế. Tinh tế lắm. Cho nên là cái khi người ta không biết đó, thì người ta đưa những cái phần này lên. Những cái phần mà đau khổ này, Atula. Và đây là địa ngục. Địa ngục rất là nhiều tầng cấp. Và cái tầng cấp mà xấu nhất nằm ở đây. Vì vậy mà người ta la hét, người ta đánh đập, người ta tự hủy hoại bản thân, người ta hủy hoại tất cả những thứ xung quanh, tập nát hết, không còn chừa cái gì cả. Là bởi vì nó có một cái ma lực bên trong. Và cái sự thú vị, cái sự thỏa mãn của cái ma lực đó là hủy hoại. Chúng ta hãy nhìn cái thế giới mà chúng ta đang sống đây. Chúng ta nhìn thấy nha, tất cả các nước
chúng ta có thể thấy cái cách ứng xử của các nước với nhau, thì chúng ta sẽ thấy gì? Thứ nhất, về mặt kinh tế đó, thì phải làm thế nào đó giành giật lấy một cái thị trường để đem cái quyền lợi về đất nước mình cao nhất. Cái thứ hai đó, gây những cái xung đột mà nó là chiến tranh về mọi mặt, về mọi thứ, về mọi hình thức, để mà đập dập. Về kinh tế thì nó là một cái chiến trường, chứ nó không phải một cái thị trường. Thị trường này chiến trường bởi vì nó sẽ giết lẫn nhau để nó giành cái quyền lợi vậy đó. Và cái quyền lực ở trên thế giới này đó, người ta cũng giết nhau về những thứ đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc báo, đọc tin tức, chúng ta thấy những cái khuynh hướng này nó diễn ra đó, là cái khuynh hướng thuộc về cái thế giới nào thì chúng ta đã nhận rõ. Nó thuộc về cái thế giới của những cái hàng đau khổ này, hay là cái thế giới của những cái bậc chân nhân này, thì chúng ta thấy quá rõ luôn. Và chúng ta hiểu rằng mình đang ở vào cái kiếp nào của trái đất đây. Chúng ta đang ở vào cái phần này của cái trái đất đây. Chúng ta có thấy bao giờ những cái người lãnh đạo của tất cả các nước đó, mà nếu như người ta đi bằng cái con đường mà nó an vui hạnh phúc đích thực ở đây đó, thì quý vị sẽ thấy là cái thế giới này đó không còn có ai chết đói cả. Và các cái nhà khoa học đó, người ta sẽ phụng sự làm thế nào cho cái đời sống nó càng ngày nó càng tốt đẹp ra. Một cái người giỏi mà đi nghiên cứu để thỏa mãn cái sự nghiên cứu của mình đó, là có thể biến cái thịt heo nái mà nó ra thịt lạc đà, rồi nó ra là cái thịt gì đó, cho nó đủ thứ loại thịt đó. Thì đó là một cái trò chơi trong cái nghiên cứu, nhưng đó là ác nghiệp. Bởi vì nếu không có những cái thứ này thì con người ta không có sử dụng được. Một lon gạo thế này mà dùng cái hóa chất do các cái nhà khoa học nghiên cứu ra, và bây giờ đổ nó vô mía một nó thành 10 để làm gì? Để giết người. Thì cái đó là trò chơi của ma quỷ. Cho nên cái trí nó thuộc về cái sở hữu tưởng này đây, sở hữu tưởng đúng đây, nhưng mà nó thiếu cái sự hướng dẫn của cái thiện trí này, nó trở thành quỷ. Và tất cả thức ăn của chúng ta hàng ngày đó là quỷ nó đầu độc. Sản phẩm đó là sản phẩm của quỷ mà. Nhưng mình phải ăn. Lúa thì bốn mùa, mà không biết người ta làm ra vậy để làm gì. Có khi dư người ta phải đổ đi, nhưng mà để giết người, để làm cho tất cả đều bệnh hoạn hết, bệnh về thân và bệnh về tâm. Thì chúng ta đang hiểu là chúng ta đang ở vào cái kiếp dị của quả đất, tức là nó phải biến hoại và sau cùng nó sẽ biến diệt. Phước chúng ta đã sinh ra trong cái giai đoạn này là yếu kém. Mà nếu như chúng ta đây đó có cái phước mà học được cái giáo pháp của Đức Phật, để mà lấy cái này nè, trong cái biển khổ mênh mông này, đây là cái phao chúng ta phải nương vào, chứ không nương vào bất cứ ai. Khi chúng ta học giáo pháp nhớ như vậy, ai rồi cũng phải chết như chúng ta thôi, ai rồi cũng phải đau khổ như chúng ta thôi, nếu họ nhầm lẫn. Dẫu họ có thương ta cách mấy mà họ nhầm lẫn thì họ cũng chết chìm, và ta đây cũng chết chìm. Và cái con đường mà nó đưa tới cái dị diệt này đây, thì chúng ta chỉ có thể cứu mình bằng cái phao của thiện và thiện trí, không có cái phao nào khác hết. Cho nên khi quỷ dữ nó lên tiếng đó, thì quý vị thấy không, nó sẽ đưa tất cả những cái người mà người ta thích những cái cảm thọ của quỷ khổ đi vào. Khi mà dội xuống một cái trái bơm đó, để cho người ta chết vô tội vạ như thế đó, thì nó thỏa mãn như thế mà nó có thể chiêu cảm toàn bộ trên thế giới này những người trẻ trẻ tham gia. Đây,
sức mạnh của quỷ mà. Vì trong tâm của chúng ta có quỷ đây. Trong tâm chúng ta có quỷ. Và chúng ta có cảm thọ của quỷ. Chỉ là nó lớn mạnh hay nó suy yếu thôi. Khi chúng ta không biết nghe, chúng ta không có đủ cái thiện trí này và cái thiện này để nghe, thì cái lời cám dỗ của quỷ dữ sẽ chiêu cảm. Khi người ta chán hết trên thế gian này, thay vì người ta tự tử thì người ta tham gia vào đây. Chúng ta rùng mình cho một cái đời sống chúng ta trong cái giai đoạn này trên toàn cầu, không riêng một nước nào cả. Thấy vậy để chi? Để hàng ngày giữ tâm trong sạch, hàng phút hàng giây giữ tâm trong sạch. Cái điều gì có thể làm tốt được là tốt. Khi mình làm tốt được những cái điều mình có thể làm tốt đó, có nghĩa là cái bàn tay của mình còn đủ sức để bám vào trong cái phao của thiện và thiện trí đây mà sống đây, bám vào trong cái phao này được. Còn hãy khi nào những cái điều xấu trong tâm mình khởi lên đó, thì có phao bám không được, hết sức rồi, không có bám vào được. Thì chúng ta đây đó là phải chìm lấp thôi. Vậy thấy lũ lụt không? Khắp nơi. Vậy thấy biển lửa không? Tất cả tứ đại đang gào thét lên và đang đi vào cái cực điểm của nó. Ai cũng nói nước đâu có sức, nhưng mà cái sức của nước còn lớn hơn lửa. Nó tàn phá kinh hồn. Và nó cứ đi như thế. Nơi chúng ta có nước mà, nơi chúng ta có lửa mà, tứ đại chúng ta có đầy đủ hết mà. Và chúng ta chết là tứ đại rã ra đó, từng phần một đấy. Đừng có tưởng lũ ở cái miền Trung chưa tới cái miền Nam. Đừng tưởng rằng chúng ta ở cái chỗ khô ráo này chúng ta không có gặp lũ đâu. Rồi nghiệp sẽ dẫn cho chúng ta đến chỗ đó. Nghiệp dẫn chứ không có ai dẫn cả. Không ai hiểu được là mình sẽ chết vào lúc nào, chết ở tại đâu và chết ra làm sao. Nhưng mà nghiệp biết, nghiệp sẽ dẫn đi. Không ai chọn một cái con đường chết khổ đau cho mình cả. Nhưng nghiệp dẫn. Và người ta chọn đó để thọ hưởng theo cái cách của quỷ. Và ta chọn để thọ hưởng những cái hạnh phúc theo bậc chân nhân. Cái đó là cái người ta chọn, nhưng người ta đã không chọn. Người ta đi có con đường của quỷ dữ, nhưng người ta muốn hưởng hạnh phúc của chân nhân, điều đó không có. Và tự trong tâm của mình hằng ngày, nó là hai cái thế giới. Thế giới của quỷ dữ và thế giới của bậc chân nhân. Hãy lắng nghe nó nói và hãy dẫn dắt nó đi. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi vào trong một cái chùm này. Nó gọi là một cái cộng nghiệp với nhau. Cộng nghiệp với nhau. Một cái vùng này đó là nó bị động đất. Một cái vùng này nó bị sóng thần. Đâu phải chỉ có người dân ở đó chết đâu. Người ta đi du lịch, người ta đi chơi, người ta hưởng thụ mà. Hoặc người ta đi có công việc gì đó, người ta đi ngang đó mà. Thì cái nghiệp nó dẫn đi tới đó, vào cái giờ phút đó thì phải chết như thế. Không thể khác hơn. Thì vừa rồi có một cái bài báo đăng, thì cái người mẹ mới khóc, cái đứa con trai của mình học năm thứ ba trường đại học mới nói: con ơi, con đi học mà chết như vậy sao con? Tại vì nó đứng trong cái sân trường đó, thì ở trên cái tầng thứ 16 nó rơi xuống cái vữa gạch gì đó rồi trúng ngay cái đầu chết. Con ơi, con đi học mà con chết như thế này sao? Cái đó là nghiệp dẫn chứ làm sao nói được. Không ai muốn như vậy hết. Thì vậy để cho chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta đi vào con đường của nghiệp sát thì cái chết nó cũng đi theo con đường của nghiệp sát. Rõ ràng rồi. Gieo cái gì gặt cái đó. Ở trong tâm của mình. Mà mình làm rồi đó thì mình lãng quên, quên hết những cái chuyện quá khứ.
Chỉ nhớ cái hiện tại mình làm điều tốt, nhân quả nó vẫn trổ sanh. Cái người thanh niên này đó, tao có làm gì xấu đâu. Đi học mà, làm điều tốt mà, tất cả đều nằm trong cái pháp thiện đó mà. Nhưng cái quả của nghiệp sát nó trổ sanh ra. Cũng như bây giờ là mình sinh ra trong cái, mình ở trong cái thời kỳ của kiếp dị này. Chúng ta nhớ sáng hôm nay là sáng Chủ nhật. Giờ này mọi người có thể đi chơi, có thể nấu ăn, nấu uống, có thể có nhiều cái thú vui khác. Nhưng mà chúng ta đã đi vào con đường của thiện, thiện trí đây. Đây là cái phao để chúng ta nếm bám vào đây. Cơ hội này chúng ta bám vào được đây. Thấy không? Và chúng ta đã chọn lựa để đi học pháp. Không có cái gì kéo níu mình hết. Và chúng ta nhớ thế này. Khi mình muốn thành tựu một cái gì đó đó, thì mình phải có một cái năng lực đó, mình chống lại với những cái pháp bất thiện đang khởi sanh trong tâm mình. Và nó là khao khát của quỷ khổ, nó dấy lên trong tâm của mình, cho nên nó không cho mình đi vào con đường này. Và quy luật của nó là nó ngăn che hết trí tuệ, cho nên là cái pháp thiện và thiện trí không lý luận đẩy được nó để nó đi vào con đường. Và nó lý luận thật là tinh tế. Ngay cả nó nói vậy, sáng hôm nay có cái dịp để đi chơi, mà không có đi chơi thì biết chừng nào mới đi chơi được. Còn cái vụ nghe pháp này nghe hoài nó cũng vậy thôi. Với lại nếu cần là nghe cái đĩa, không cần cũng sao. Ai nói vậy? Cái tâm tham nói. Tâm tham nó nói. Và khi nó nói vậy thì nó che mờ hết. Nó không hiểu rằng là một cái sát na chánh niệm mà nó rơi xuống đó, một cái ao bèo đó, thì nó tan ra rồi, nó vẫn tụ lại. Nhưng mà nó tan ra rồi, nó tụ lại thì cái chỗ này nó mỏng ra. Thành ra học một bữa thì nó cũng như là rớt xuống một cái giọt chánh niệm vậy, là nó tan ra rồi nó tụ lại. Học cũng chả thấy cái gì hết. Nhưng có đấy, nó có rất là mỏng, nó có rất là ít. Nhưng mà phải nhiều lần như thế này, là cái chánh niệm nó phải liên tục, nó phải nhiều lần như thế này thì bèo nó mới dạt ra được. Còn cái tiếng nói của tâm tham á, thì nó nói xong á, thì bèo nó quay đặt lại cái chỗ đó. Chị hiểu cái này chưa? Cho nó nói trong tâm của mình. Rồi nó còn nói vậy nữa. Người ta có cái lòng với mình mà mình từ chối hoài, có cũng không được. Nó mất cái tình hết đi. cái tình đó là để thỏa hưởng đây. Có một cái buổi mà tình với nhau như vậy để nó phóng dật cho nhiều, nói cười hả hả, ăn uống nhòm nhàm thỏa mãn hết, về vui vô cùng. Quý vị nên nhớ rằng đó là cái vui của cái tâm tham thọ hỷ hợp tạp vô trợ, phát sanh lên trong tâm suốt luôn. Nhưng chúng ta thấy thỏa mãn thì cái đó là cái niềm vui của quý, không phải niềm vui của bậc chân nhân. Nhớ đấy, cái này chúng ta có quyền chọn lựa được hay không này do mình. Bây giờ trong cái lộ nhãn môn mà cảnh rất rõ đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó có hai cái tâm mọt. Và đây là cái phần mà chúng ta sẽ ôn lại thôi. Khi cái lộ nhãn môn khởi sanh đó, thì chúng ta hiểu rằng cái dòng tâm thức chúng ta làm cái dòng hộ kiếp nó đang trôi chảy. Đây hộ kiếp đang trôi chảy, thì nó phải có cái hộ kiếp vừa qua, tức là nó phải chặn lại, nhưng mà chưa chặn được. Chặn lại, chưa chặn được. Đến khi nó chặn được rồi á, thì cái hộ kiếp này rúng động, tức là nó cắt đứt được. Thì tới đây nè, cái hộ kiếp dứt dòng đây là nó đứt được. Đứt được cái dòng hộ kiếp đang trôi chảy tới đây là nó đứt. Đứt.
thì nó bắt đầu một cái dòng tâm thức mới. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta sinh ra đó, thì cái tâm tục sinh nó hình thành một cái dòng hộ kiếp để nó bảo vệ kiếp sống. Mình sinh ra với cái tâm nào? Thì đây là cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh này trở thành tâm hộ kiếp, hình thành một cái dòng chảy tâm thức ra suốt luôn. Như vậy quá khứ trôi chảy trong cái đời sống nội tâm chúng ta suốt luôn. Tục sinh là tâm quả, đi từ quá khứ đi suốt trong cái hiện tại này. Người tự tử thấy rằng mình không có ai cả, không có liên quan gì tới ai cả. Những cái nỗi đau khổ của mình đã lớn cho đến nỗi đó, đã bứt hết toàn bộ gốc rễ. Và giờ đây đó, mình hủy hoại cuối cùng. Nhưng không, người ta sinh ra nó đã chở đi một cái quá khứ xa xăm. Và cái quá khứ xa xăm này đó, nó là những sự nối kết, những cái mối quan hệ mà người ta gọi là mối quan hệ nhân quả. Nó chảy suốt trong cái đời của chúng ta. Và đến cái thời hiện kiếp, khi chúng ta sanh ra có đầy đủ mắt, mũi, tay, chân, thì đây nó lại tiếp nối một cái dòng sống. Nó nối tiếp rồi. Và cái gì mà nó xuất hiện ở trong cái đời này để chúng ta tiếp nhận, mà nó hình thành một cái dòng tâm thức mới đây, là chúng ta tiếp nhận lại cái quả của mình. Và tiếp nhận bằng tâm quả luôn. Cho nên hộ kiếp dứt dòng, rồi chúng ta sẽ có cái kháng ngũ môn đây. Mà ở đây nó lộ nhãn, cho nên là chúng ta có kháng nhãn môn. Chỗ này là nhãn. Rồi tới đây nè, cái phần tiếp theo đó là ngũ song thức, thì chúng ta có nhãn thức. Nhãn thức phát sanh. Nhãn thức phát sanh. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta có tiếp thu. Thì chúng ta thấy này, cái này là quả. Cái này cũng là quả luôn. Cái quan sát này cũng là quả luôn. Rồi tới cái phần phân đoán này đó, nó mới là cái phần của duy tác. Phân đoán này là của duy tác. Như vậy chúng ta tiếp nhận bằng tâm quả này. Nếu cái thứ nhất là cái nhãn thức này nó là quả thiện, thì ở đây tiếp thu là quả thiện, quan sát là quả thiện. Còn ngược lại, nếu như mà nhãn thức này đó mà nó là bất thiện, thì đây nó toàn bộ bất thiện. Thì thế nó tiếp nhận. Rõ ràng mình không có thể nói rằng là không có nhân quả. Rõ ràng mình không có thể nói rằng là mình không có gốc rễ. Kể cả cái anh Chí Phèo là cái anh mà chửi bật gốc bật rễ hết. Vì nó cùi cùi một mình, nó không có ai. Nó chửi cha mẹ nó thì cha mẹ nó cũng không biết ở đâu để trả lời. Nó chửi luôn cả cha mẹ của cha mẹ đứa nào mà đẻ ra cái thằng Chí Phèo này, nó chửi luôn. Chửi bật gốc bật rễ, chửi hết. Nhưng nó vẫn có gốc rễ của nó. Gốc rễ đó là dòng nghiệp đã chảy. Và nó đã như thế nào mà nó bị cắt đứt, không có cha mẹ, không có dòng tộc, không có anh em. Chính là những cái sai lầm của nó trong cái ứng xử, trong mối quan hệ nhân quả, nó đã cắt đứt hết toàn bộ. Và bây giờ nó trơ trụi một mình nó trên cái đời này. Để nó uống rượu vào say, nó si mê rồi, thì nó chửi không còn cái gì. Nó chửi cái số phận của nó. Nhưng nó chưa bao giờ thấy ra được rằng số phận này do chính nó tạo ra, do chính những cái sai lầm của nó tạo ra. Nó chỉ biết chửi thôi, nó không biết nhận ra rằng nó đã tạo tác ra. Thì tất cả những cái dòng tâm thức mới này nó cũng sẽ tạo tác sau khi mà nó phân đoán đây. Và cái phân đoán này bao giờ nó cũng gắn với cái dòng hộ kiếp cả. Nó lại gắn về với quá khứ, nó gắn về với pháp thiện và pháp bất thiện, nó lại trở về đây. Trong cái phân đoán này nó gắn về.
nó gắn về với lại cái tục sinh của nó, gắn về đây, có nghĩa là nó gắn về với hai cái dòng nghiệp của nó, rồi nó mới đi đến cái quyết định là nó sẽ ứng xử ra sao đây. Nó ứng xử như một bậc chân nhân hay nó ứng xử như quỷ khổ thì nó chọn lựa đây. Tham sân si sẽ nằm ở cái vùng đây nếu nó là đi con đường của quỷ khổ, còn hình ảnh của bậc chân nhân là thiện và thiện trí nằm ở cái phần mà nó tạo tác ở trong tâm đây. Nó đều có liên quan hết, đều gắn vào đây. Và sau khi cái này nó tạo tác đây, tức là cái Ravana này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái phần số 7 đây, Ravana này, rồi tới 201, rồi cái dòng hộ kiếp nó tiếp tục, có thể hàng nghìn lần, có thể hàng trăm nghìn lần, có thể hơn nữa, nó hoạt động có thể hơn nữa, chứ nó không bao giờ cái này á vừa xong cái tâm mót đây là nó dính liền với lại một cái sau, không bao giờ có, nó đi vào vòng hộ kiếp. Cái chỗ này là chỗ chúng ta phải nhớ này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau khi nó tạo tác xong rồi đó, thì những cái phần nó tạo tác, ví dụ như đây cái Ravana đó, cái động tốc này nè, hay động lực này, nếu mà nó thiện đó, thì nó sẽ tài bồi phần thiện đây. Nếu đây là phất thiện đó, thì pháp bất thiện đây thì nó sẽ làm cho lớn về cái phần này này. Đủ gì thấy không? Nó chảy tiếp một cái dòng hộ kiếp, tức là dòng hộ kiếp nó trôi chảy tiếp theo, rồi nó mới khởi lên nữa. Trở về mà, trở về với cái nguồn của nó, trở về một trong hai cái này, nó làm giàu một trong hai cái này. Rồi cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy nữa, nó không bao giờ là cái lỗ này nó dính liền với lỗ kia, mà luôn luôn nó điểm vào cái dòng hộ kiếp. Thấy quá khứ trôi chảy, cái tập khí của mình nó trôi chảy chưa? Nếu mình nhận ra, tại sao trong thiền Vipassana nói rằng là khi mình tu tập mình phải nhận ra, khi mình nhận ra đó là thiện trí đây. Và có ai biết rằng cái sự nhận ra, cái sự trông thấy cái duyên này là cái giải thoát không? Giải thoát trong trần sát nè. Và như vậy khi mà chúng ta hành thiền, thiền hiệp thế, hay là thiền trong cái lúc mà chúng ta là coi như hành thiền miên mật đó, thì cái thiện trí này là cái khi nó phát sanh lên thì chúng ta thoát khỏi hai cái dòng nghiệp này. Đã thoát khỏi chánh niệm rơi xuống, có một sát na bèo nó dạt ra, thì cái lúc đó là cái si nó tan ra, rồi nó sẽ tụ lại. Rồi một cái giọt chánh niệm thứ hai nó sẽ tan ra, rồi nó sẽ tụ lại. Và thứ ba, và thứ bao nhiêu tỷ lần đó, thì nó cái độ dạt của nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ làm mỏng lần. Con đường giải thoát chúng ta đi, sát na nào mà chúng ta đây đó, cái sát na nào mà chúng ta để thiện trí khởi sanh lên, cho nên chúng ta chỉ thoát khỏi đau khổ bằng trí tuệ. Và trí tuệ không ai cho, trí tuệ này do chúng ta rèn luyện. Và khi chúng ta rèn luyện để cho cái pháp thiện và thiện trí này khởi sanh lên á, là cái lúc đó chúng ta thoát khỏi cái gọng kìm của ma dương. Còn ngày giờ nào mà chúng ta không để cho những cái cho cái pháp thiện này nè và thiện trí này khởi lên thì chúng ta nằm trong cái gọng kìm của ma dương. Bởi vì thiện trí này tượng trưng cho ánh sáng, còn những cái pháp bất thiện này tượng trưng cho bóng tối. Khi mặt trời lên thì bóng tối tự động biến mất, khi mặt trời vắng mặt thì bóng tối tự động xuất hiện. Ở trong tâm ta cũng y như thế mà thôi. Bởi vì tất cả những cái hoạt động này chúng ta thấy kỳ cùng nó cũng chiếu vào nơi cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của chúng ta, để nó đưa đến cái quyết định là sắp tới thì chúng ta làm cái gì. Nghĩa là tùy theo tâm tánh của mình,
tùy theo cái quan niệm của mình, tùy theo sự hiểu biết của mình và tùy theo cái quyết định của mình mà nó hình thành nên cái hạnh phúc hay đau khổ của đời mình. Chúng ta đừng đổ thừa bất cứ ai cả. Dẫu cái người đó có nói bên cái lỗ tai mình ngày đêm đi nữa thì nó chỉ là một cái lực tác động rất mạnh, nhưng cái quyền quyết định vẫn là ở trong nơi mình mà thôi. Nhớ như vậy, đừng có đổ thừa. Chúng ta đây mà nghe nói rằng là cái đất này ăn được, đất này là bổ dưỡng, đất này là gì đó là do mình mê muội thôi, chứ còn nếu mà mình cứ nhìn rõ ra đất không có ăn được là không ăn được. Quý vị coi một cái chuyện cổ kể chuyện cái này là có một cái người đó mới nói thế này: hai chúng tôi đó là những cái thợ may trứ danh, chỉ may những cái bộ đồ cho những cái người nào có trí tuệ, và chỉ có người có trí tuệ mới mặc được cái bộ đồ này thôi, mà người có trí tuệ thì phải giàu có nữa chứ. Thành ra cái một cái ông quan ở trong cái triều đình đó, ông mới là nghĩ tới là mình là cái người giỏi giang, mình người thông minh, mình lại người giàu có thì chắc là mình phải mặc được cái bộ đồ này. Chứ giờ ai giờ. Nhưng mà cái chuyện đó không tới tay người này, mà cái tin đó nó tới tay cái ông vua. Ông vua nghĩ mà mình ở cái đỉnh cao nhất, cho nên mới kêu hai cái người thợ may đi vô. Mày nói bây giờ may cho tao một cái bộ đồ như thế là tiền nó bao nhiêu. Người này nói không tính bằng tiền mà tính bằng vàng. Vua nói không sao, bao nhiêu vàng cũng được rồi. Thì thấy tối ngày nó làm xong cái khung rồi đi ra đi vô nó chả làm gì hết. Thì ông vua hỏi đấy chứ sao thấy không có làm gì hết mà làm sao mà tới cái ngày giờ mà có được. Nó nói là cái này chỉ có người có trí tuệ mới thấy được rằng là nó có cái vải này hay không, còn người thiếu trí tuệ là không có nhìn cái vải này ra. Ông vua nghe nói nín thình, tại vì thực thật mình cũng thấy gì đó mà bây giờ nó cài vô vậy biết làm sao. Ông kêu các quan đại thần lần lượt vô coi đó, ông nào cũng nín thinh, không có dám nói rằng không có. Tại vì không có thì mình không có trí tuệ thì sao? Thì cho đúng ngày đúng tháng á, thì nó nói bây giờ xiêm y của vua là cởi vô hết, cởi ra hết, rồi bây giờ mới mặc cái bộ đồ trí tuệ này vô. Rồi vua là thông báo là tới cái ngày đó là vua sẽ coi như di hành đi ra ngoài, để cho tất cả là báo quan văn võ quần chúng đều phải thấy cái trí tuệ của vua được mặc một cái bộ đồ trí tuệ. Thì khi mà vua trần truồng đi vậy thì mấy quan đại thần không có thấy trần truồng, thấy có cái bộ đồ trí tuệ. Tại vì nếu không mình cũng không có trí tuệ. Nhưng mà khi đi vi hành ra ngoài thì tất cả những người khác cúi xuống, thấy mà cúi xuống, bởi vì nếu không mình không có trí tuệ. Nhưng mà cái bầy con nít đó, ông vua ở truồng, ông vua ở truồng. Vì thế người ta bị ám, người ta bị ám. Còn con nít nó chả biết cái trí tuệ là gì hết á, cho nên nó nói đúng một cái sự thật. Trí tuệ là thấy được cái sự thật. Khi mà chúng ta thấy được cái sự thật này đó, cái sự thật này đang phát sinh đây là cái tốt hay cái xấu, chúng ta thấy rõ vậy. Thì cái trí tuệ chúng ta nhìn thấy rõ, thấy rõ như vậy, không bị che khuất. Nhưng mà phần lớn á, chúng ta bị che khuất là vì sao? Là vì do những cái chúng ta thích. Chúng ta muốn mình phải như thế này, mình phải như thế kia, mình phải đạt như thế nọ, cho nên mình không dám. Như là ông vua cũng không muốn mà mình là cái người không có trí tuệ. Các quan đại thần cũng nghĩ là mình không phải là người không có trí tuệ. Còn có thần dân thì một là sợ, hai cũng nghĩ rằng mình không phải là người không có trí tuệ. Vì cái lẽ đó mà chúng ta bị che khuất hết, không thấy đúng cái sự thật. Cho nên pháp hành thiền đó giúp cho chúng ta thấy được cái sự thật, cái sự thật về những cái gì đang xảy ra trong tâm của mình, về những gì đang xảy ra nơi thân của mình, về những cái gì mà thân tâm của mình đang hoạt động đây, thấy rõ. Và chỉ con đường thấy để chúng ta thoát, không thấy không thoát.
Cho nên hãy coi chừng những cái lý luận ở trong tâm của mình, nó nằm đây. Cái tên mà xảo quyệt nhất nó tên là tham, vì nó dính mắc vào những thứ nó ưa thích. Và khi nó ưa thích như vậy đó thì nó bắt đầu nó che khuất, nó che khuất cái sự sáng suốt, nó không nhìn ra một cái sự thật. Mình sống chung với cái người ta dài xéo mình như thế, mình biết rất rõ, không phải không biết, không biết rõ, biết rất rõ, nhưng mình tự che đi, mình tự xóa đi, và mình tự dạch ra một cái cách để mình có thể chịu đựng được và cũng có thể sống được, thì đó là cái sống của quỷ khổ. Và cái này xin nói rất rõ, nó sẽ in hình nơi đây, để đến lúc nào đó cái quỷ này nó hiện trong cái tâm chúng ta, chúng ta làm điều ác một cách thản nhiên, không có ngần ngại gì hết. Cho nên đừng tưởng rằng cái sự chịu đựng, cái sự cam chịu mà đầy đau khổ, đầy thống hận này đây là cao quý. Thưa không, đó là những cái dấu ấn hải hùng nhất trong cái đời của chúng ta, mà nó sẽ biến chúng ta đây thành quỷ. Thành quỷ có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái si ám đó, chúng ta làm cái điều ác mà vẫn không thấy rằng ác, hoặc là làm cái điều ác rồi đó vẫn thấy có một cái gì đó hài lòng, hả hê, thỏa mãn trong cái chỗ đó, thì cái chỗ đó chính là cái chỗ của quỷ đây. Có trong tâm chúng ta nhé, nhớ nha, nhớ nha. Không phải cam chịu, không phải đè nén xuống, không phải cắn răng, không phải nước mắt chảy vào bên trong, không phải để máu nó ứa lên tới trừng mắt, mà vẫn trân mình mà chịu đựng như vậy, có nghĩa là tốt đâu, không phải đâu. Có thể để cho nó qua một lúc nào đó, nhưng bài toán này phải giải. Không giải thì những cái đau khổ này chúng ta chở đi không biết bao nhiêu kiếp. Tội nghiệp cái đời chúng ta quá. Hãy thương mình một chút đi. Tại sao lúc nào cũng nghĩ tới người ta nhiều quá vậy? Có phải vì mình tốt không? Không, không đâu. Vì mình quá dại dột, vì mình quá khờ. Mình cứ nghĩ rằng mình chịu hết để rồi một ngày nào đó người ta sẽ hiểu được mình. Thưa quý vị, mình chưa hiểu được mình. Mình chưa hiểu được cái pháp gì nó ở trong tâm mình, làm sao người ta hiểu được mình? Và nếu người ta hiểu được mình á, người ta hiểu đây là pháp bất thiện đang đè cái người này xuống như một cái khối nặng, thì người ta cũng đi qua luôn. Đó là cái sự thật mà chúng ta phải nhận ra. Vì không ai đó muốn sống chung với lại quỷ cả, trừ khi cái quỷ trong tâm của chúng ta, chúng ta đã không diệt nó đi. Hãy nhớ như thế, nó câu thông cái chỗ này. Cái ác nó sẽ câu thông với cái ác. Vậy cái ác này nó diễn ra dưới nhiều hình thức. Cái ác này nó diễn ra dưới hình thức hung bạo, thô thiển, quỷ hoại, bạo hành, bạo ác. Nó còn diễn ra dưới một trạng thái thụ động, là nó cam chịu, nó nhẫn nhịn và nó thống hận nơi tâm nó mà nó không giải ra. Nó nằm ở hai khía cạnh, không phải một khía cạnh. Một khía cạnh tấn công và một cái khía cạnh nó nén lại để nó chịu đựng. Hai cái khía cạnh này nhập lại nó là một. Một sự đau khổ và một cái ác tiềm ẩn ở bên trong mà chúng ta đây đã không thấy, mà chúng ta đã không biết. Cho nên khi nó phát sanh ra đó thì chúng ta thấy ác với tất cả, và kể cả ác với chính mình. Cái nào cũng là pháp ác. Cái này phải thấy rõ, cái này phải biết rõ, phải rọi đèn vào trong nó để chúng ta thoát. Thì sau cái lậu nhãn này là bao giờ nó cũng là tiếp tục là cái hộ kiếp của nó, tức là nó rơi vào cái hộ kiếp trở lại.
tức là sau cái tâm mót này rồi, sau cái tâm mót này rồi thì nó tiếp tục đi vào trong cái hồ kiếp. Và thông thường như vậy đó, là nó có thể đó, là cái tâm hộ kiếp này nó có thể diễn ra 1.000 hoặc 100.000 hoặc hơn nữa tùy. Nhưng mà không bao giờ mà ví dụ sau cái tâm mót là nó sẽ tiếp liền một cái lộ khác, hoàn toàn không có. Mà bao giờ nó cũng có đi vào cái hộ kiếp trở lại. Tức là khi cái hoạt động của một cái dòng tâm thức nó tới đây là nó cắt chẳng hạn, nó cắt rồi thì cái hộ kiếp nó tiếp tục. Rồi chừng nào nó khởi lên thì nó lại nói nữa, rồi nó lại cắt, rồi lại tiếp tục. Cái hậu kiếp của nó cứ giữ một cái dòng trôi chảy của nó đều đặn như thế. Giống như bây giờ mình cứ hình dung như thế này, cái dòng hậu kiếp nó giống như một cái xe mà nó lăn bánh trên cái đường cao tốc vậy đó. Thì như vậy, thí dụ như chạy 100 cây số thì nó cứ 100 cây số nó chạy. Khi nào có một cái việc gì xảy ra, thí dụ một cái người công an người ta chặn nó lại để cho một cái xe khác nó di chuyển qua chẳng hạn, thì di chuyển rồi thì cái đang 100 cái km một giờ nó vẫn tiếp tục. Rồi có một cái gì cắt ngang nó nữa, xanh đèn đỏ chẳng hạn, cắt ngang nó cho cái luồng xe khác đi qua, rồi nó lại tiếp tục nó đi nữa. Chứ nó không bao giờ mà nó dính lại như thế này, không có chuyện đó. Như vậy để thấy cái lực trôi chảy của dòng hộ kiếp. Để một lần nữa mình thấy rằng là tánh khí của mình quyết định mọi thứ trong đời của mình. Không có ai cả. Tánh khí của mình, nhớ vậy. Tánh khí của mình quyết định sự an vui và quyết định sự tốt đẹp của cho mình. Cho nên chúng ta thấy có những người bị bệnh thế này. Những người lớn tuổi bị bệnh thế này. Bây giờ con cái thì nó đàng hoàng tốt đẹp hết rồi, bây giờ ngồi đó cứ lo sao giờ này đi làm chưa thấy về, không biết nó đi vậy nó có vô cái chỗ làm không, nó có cái gì với ai không, có gì ra làm sao không, nhưng toàn nghĩ tới những điều bất hạnh mà thôi. Nó là thuộc về bệnh của tâm, bởi vì nó ngồi đây nè, nó khởi lên cái tâm sân đây là sự lo lắng này. Sự lo lắng này, và sự lo lắng này nghĩ đến điều bất hạnh mà thôi. Người này đang có phước báo, đang hưởng phước báo, nhưng không nhận ra mình đang hưởng phước báo, mà lấy cái sự bất trắc, lấy những chuyện không lành đó làm thành cái nỗi lo lắng của mình. Và nó hiện ra dưới cái dạng đó là thương con. Nó không phải là pháp thiện. Thương con, nghĩ tới con, nhưng mà tạo một cái từ trường xấu cho con và cho mình. Đó là do mình thiếu hiểu biết thôi. Nhưng nó bệnh mà, bây giờ biết làm sao? Nó bệnh trong tâm. Thành ra cái người này đó, đáng lẽ giờ này đó mình được thảnh thơi nè, đó, không có bận biểu gì con cái nè, cũng không có bận việc làm nè. Giờ này mình có thể làm những cái gì tốt đẹp mà trước đây mình không có giờ để làm, thì bây giờ hãy làm đi, thì không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng ngồi đó lo ra, và nó nhân danh một cái mối quan hệ, mà cái mối quan hệ này đó đối với cái pháp thế gian đó, người ta tưởng nó rất là tốt đẹp, nhưng không phải. Nó không phải. Cho nên khi mà chúng ta thương ai, chúng ta mến ai, chúng ta trân trọng ai đó, thì chúng ta nên tặng cho người đó cái gì tốt đẹp nhất của mình. Cái tốt đẹp nhất của mình là những cái pháp thiện. Những pháp thiện có trí. Tức là nó vắn tắt nó làm cái từ trường lành mạnh. Cho nên thương con mình đó, thay vì cái mình thấy mình đang lo lắng cái sự bất trắc cho con mình đó, thôi mình niệm Phật đi. Để tâm mình được bình an. Mình trì một cái câu kinh đi, mình trì một cái bài kinh đi. Hoặc mình hành thiền đi, hoặc mình tụng kinh đi, thấy không? Nhiều chuyện để mình làm. Thì những cái đó mình gây một cái từ trường tốt cho mình, để nó tỏa ra cái từ trường tốt. Thì cái đó là cái mà cái món quà tốt nhất mình dành cho cái người thân của mình. Và đây cũng là cái mà chúng ta để ý, là tại sao khi cái người thân chúng ta hấp hối, khi cái người thân chúng ta mất, chúng ta không có được đem những cái pháp bất thiện là cái
cái mà nó thuộc về ma này nè, khóc rồi rền rỉ lên rồi gào thét lên nè. Những cái đây là những cái từ trường cực xấu để cho một cái người đang nghèo khổ, lúc mà ta sắp chết là nơi người ta đó, nó cái gì nó cũng suy yếu cả, phần lớn là nó suy yếu, bởi vì cái tứ đại nó đang rã ra từng phần, thì người nó suy rồi, cái thần kinh nó suy rồi. Người ta rất dễ đó rơi vào trong cái mà người ta luyến tiếc đây. Vậy chúng ta lại chất thêm cái gánh nặng nữa, thì chuyện đó làm chúng ta đúng cái tình thương không? Đúng là pháp thiện không? Không, không có pháp thiện, chỉ có pháp bất thiện mà thôi. Ta chồng chất lên, rồi chúng ta sẽ học tới cái lộ cận tử, để chúng ta biết cái giờ đó nó quan trọng đến giường nào mà chúng ta đây đó, là vì cái luyến ái của mình đây làm cho cái tâm sân của mình khởi lên, và mình làm hại cái người thân của mình rất nhiều. Cho nên cái bệnh ở trong tâm của mình đó, nó tạo ra một cái từ trường rất là xấu, nó làm cho đó, cái người khác người ta phải gặp khó khăn vô cùng, không có lợi gì, không có tốt gì hết. Như giờ nó bệnh làm sao nói được, chỉ có cái trí tuệ của mình mới chữa cái bệnh của mình thôi, còn nếu không thì chúng ta vướng vào cái chỗ đó. Thì tất cả những cái lộ ở đây, mình lấy cái lộ nhãn môn làm tiêu biểu đó, thì cái hoạt động của lộ nhãn môn đây là cái cảnh rất rõ đó, hiện ra là nó mạnh nhất, giống như cái bản đồ mà chúng ta có ở đây mạnh nhất rồi. Thì bao giờ khi mà xong rồi đó là nó cũng phải trở về cái dòng hậu kiếp của nó, và nó trở bao nhiêu lần thì đó là cái việc của nó, bởi vì nó tùy theo cái cảnh lực đó, nó mạnh hay là nó yếu, và nó xuất hiện nhanh hay xuất hiện chậm thì có sẽ trở đi trở lại cái này. Chúng ta học là học rời rạc từng cái. Bây giờ khi chúng ta nối nó lại thành cái hoạt động, đây chúng ta đang nói tới cái hoạt động của cái lộ ý, nối theo cái lộ ngủ, thì khi những cái hoạt động nó phát sanh lên như thế đó, thì cái thứ nhất là chúng ta nói lại là cái hộ kiếp này nè, nó sẽ tiếp tục cả trăm ngàn lần hơn nữa cũng được. Cái thứ hai là cái lộ này nè, nó có thể diễn ra rất là nhiều lần. Ví dụ như bây giờ mình từ đằng sau quý vị nhìn lên ở đây, quý vị không có thấy rõ. Không có thấy rõ cho nên mình mới cố gắng mình nhìn hoài cho đến khi mình thấy rõ, thì như vậy có nghĩa là cái lộ nhãn môn này nó sẽ diễn ra rất là nhiều lần cho đến khi mình tiếp cận rõ mới thôi. Cho nên nó không phải là nó diễn ra một lần, mà nó có quyền diễn ra nhiều lần. Và mỗi lần diễn ra như vậy đó thì bao giờ nó cũng bị cách quản bởi cái dòng hậu kiếp. Hay là nói rõ hơn, giữa lộ này nối với lộ kia thì bao giờ cũng có cái mảng nối đó là hậu kiếp. Thì thấy tập khí mình mạnh chưa? Tập khí mình trôi chảy suốt luôn. Thậm chí mà bây giờ mình chết rồi đó, mình đổi một cái sắc thân mới, thì cái dòng tâm thức này nó vẫn tiếp tục nó trôi chảy. Nó trôi chảy vào trong một cái sắc thân mới, nó tiếp tục như vậy. Cho đến bao giờ đó là chúng ta dùng cái thiện trí này nè. Thiện trí nó đi từ cấp độ thấp đến cấp độ cao. Cấp độ thấp của nó đi từ trong dục giới, nó đi từ trong sắc giới, đi trong vô sắc giới và đi đến siêu thế. Siêu thế nó cũng bốn cái cấp độ luôn, cho tới cái đỉnh điểm của nó. Thì cái thiện trí này nè, nó làm cho tất cả những cái pháp thiện và pháp thiện trí này không còn có khả năng trổ quả nữa. Cho nên là khi mà nó nằm trong cái pháp thiện và thiện trí đó, thì nó có trổ cái quả, nó gọi là vipaka. Cái quả này đó, nó thuộc về quả nghiệp. Nhưng mà khi mình hành động mà nó tạo nên một cái quả, quả này gọi là pha lá, thì đây là cái quả mà nó không có tạo tác gì hết. Cái quả này nó đi đến chấm dứt sinh tử này, cái pha lá này nó đi đến chấm dứt sinh tử này. Nó tạo nên cái quả đó. Đây là cái quả nghiệp, còn đây là cái quả này không có nghiệp. Không có nghiệp. Quả nghiệp này có thể là quả nghiệp thiện nè, quả nghiệp bất thiện nè. Còn ở đây á, nó không có nghiệp, tức là không có, nó không có thiện và cũng không có bất thiện.
Không có, nó chỉ có duy tác mà thôi. Khi nào chúng ta còn luân hồi đó thì tất cả những cái phần mà gọi là thiện hay bất thiện của mình đó, đây nè, cái động tác này thiện á thì nó sẽ trổ cái quả nghiệp thiện, mà cái động tác này bất thiện thì trổ quả bất thiện, thì nó còn luân hồi. Còn khi nào mà cái hành động của cái một cái vị mà cái nó trổ cái quả mà gọi là pha lá đó, thì đây là cái hành động của bậc thánh, nó không có cái nghiệp thiện hay bất thiện nữa, nó không còn luân hồi, nó kết thúc. Khi cái lộ cận tử nó phát sanh lên rồi đó thì nó không có còn có cái chỗ sanh bất cứ một cái sắc pháp nào hết, không còn nữa, chấm dứt rồi. Như vậy sau khi mà nó diễn ra cái phần lộ nhãn nó diễn ra xong rồi đó thì nó có cái lộ ý tiếp theo. Ở đây chúng ta coi lộ nhãn là một đi, tới cái lộ ý thứ hai. Cái lộ ý mà kế tiếp theo nó đó là gọi là lộ ý tiếp bước. Tức là lộ ý tiếp bước theo lộ ngũ. Như vậy cái cảnh mà của cái lộ ý này đó tiếp bước theo cái lộ nhãn này, là cái cảnh của nó sẽ là cảnh của cái lộ nhãn này trạo lại. Cảnh của cái lộ nhãn trạo lại này thì nó gọi là dư ảnh. Ảnh trạo lại này nó gọi là dư ảnh. Và đây là cảnh của quá khứ, tức là cái cảnh nó đã đi qua rồi, mắt nó thấy rồi, bây giờ nó không cần phải nhìn nữa, nhưng nó thấy trong tâm, thấy trong tâm cái cảnh cũ, thấy trong tâm. Và khi đó nếu như mà nơi cái lộ nhãn này nè nó có tâm mót á, thì cái lộ tiếp bước này á nó cũng sẽ có tâm mót, nó có hai cái tâm mót đi theo. Như vậy nếu ở đây á là cảnh rất rõ rồi, xin lỗi, đây là cảnh rất lớn, thì đây đó trong cái lộ ý này đó nó là cảnh rất rõ. Lộ ngũ là cảnh rất lớn, còn cái lộ ý là cảnh rất rõ, thì nó có cái tâm mót này đây. Như vậy này thôi, và chúng ta sẽ ghi cái lộ này ra. Thứ nhất đây là cái dòng hộ kiếp đang trôi chảy nè, hộ kiếp đây. Thì nó sẽ không có cái hộ kiếp vừa qua, mà nó có cái hộ kiếp rúng động. Bởi vì đây nó bắt cái cảnh nội, cảnh ở bên trong, cái dư ảnh của nó, cho nên nó có hộ kiếp rúng động, nó có hộ kiếp dứt dòng. Sau phần hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng này đó thì có kháng ý môn khởi sanh lên. Kháng ý môn khởi sanh lên, đây là tâm duy tác. Kháng ý môn khởi sanh lên, nó là duy tác. Rồi tới đây đó là chúng ta sẽ có liền cái tâm động tốc, hay còn gọi là tác hành tâm. Thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, tới con số 7. Động tốc số 7. Như nãy chúng ta nói đó, là trong cái lộ nhãn này nó là cảnh rất lớn, thì đây là cảnh rất rõ, cho nên là nó có cái tâm mót đi kèm theo. Rồi nó lại đi vào trong hộ kiếp, nó đi như thế hàng nghìn lần, hàng trăm nghìn lần hoặc hơn nữa, nó tiếp tục cái dòng hộ kiếp. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái cách của nó như thế này. Đây, ví dụ như đây là cái lộ nhãn đầu tiên, khi nó diễn ra thì nó phải hộ kiếp, rồi nó tiếp tục theo cái lộ nối bước, lộ thứ hai thì nó lại vào cái hộ kiếp, rồi cái thứ ba nó là cái tiếp tục như thế,
cho tới số 4, số 5, số 6 thì bao giờ cũng có hậu kiếp nó nối lại với nhau. Cách của nó đi là đi như thế. Và cái này là cái mà lúc trước sư cô có giảng nhưng mà không có cắt nghĩa ra đó. Sư cô có nói rằng là giữa một cái con người đây nè, con người đây với lại súc sinh này, với lại ma quỷ nè, Atula nè, trừ cái địa ngục nói không nổi thôi, và tất cả chư thiên ở cõi dục này đều có cái đường nhân quả với nhau. Nhân quả nó không phải đi giữa người với người không. Nhân quả nó có thể đi giữa súc sinh và người, đi giữa ma và người, giữa quỷ và người, Atula và người, chư thiên và người. Nó đều có cái sự liên kết này. Là vì chúng ta thấy rằng là cái dòng hộ kiếp chúng ta trôi chảy, và tất cả những gì mà chúng ta ứng xử trong đời sống đó thì cái sở hữu tưởng nó đều ghi lại hết. Trong tâm chúng ta luôn luôn nó có bảy cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì cái sở hữu tưởng ghi lại hết. Và nó ghi như vậy, và nãy sư cô có nói đây là những cái ấn tượng, đó là những cái vết hằn, nó sẽ trở lại và nó sẽ nối lại. Dẫu cho đây là một cái con thú với một con người gặp nhau, nó vẫn nối lại, ân nghĩa nó vẫn kết, mà thù hằn nó vẫn nối. Đây là ma hay là quỷ thì ân nghĩa vẫn nối, mà thù hằn vẫn kết. Ghi đó, nó ghi đậm ở đây, trong tâm mình và trong tâm của những cái chúng sinh đó. Cho nên đừng có nói cái sợi dây quan trái với nhau. Nếu nói quan trái với nhau, nó sẽ đi không biết bao nhiêu kiếp, mà chưa biết mình gặp cái gì. Có nhiều người nói rằng tôi không tin có ma. Chuyện mà tin hay không tin là chuyện của mình. Còn cái chuyện nó hoạt động là nó hoạt động thôi. Chuyện mình không thấy biết là chuyện của mình. Còn cái luật về tâm linh thì nó là luật về tâm linh, không phải mình biết nó mới có, mà không phải mình không biết là nó không có. Mình không biết là do cái thiếu phước của mình không biết thôi. Mình đầy đủ phước thì mình biết rất là rõ ràng. Để mà mình biết, giống như bây giờ mình đi cái một cái người ta đưa một cái ghe đi ra sông, mà người ta thuộc hết tất cả những cái ngóc ngách nó thì người ta đi an toàn. Còn bây giờ lần đầu tiên mà mình đi ra cái con sông này đó, những ngóc ngách mình không hiểu, mình chỉ hiểu có cái đường duy nhất là ghe mình máy tốt, chạy cho tốt là được rồi, thì cái chuyện đó nó chỉ là một phần, nó không phải là tất cả. Còn khi mình hiểu tất cả thì cái sự an toàn của mình cao hơn thôi. Thành ra cái chuyện không phải mình không biết, mà những điều đó không thể xảy ra. Ở bên này, cái phòng bên này người ta làm cái gì mình không biết, nhưng không có nghĩa là người ta không có làm việc cái phòng bên này. Đâu phải tất cả những gì mình biết thì nó mới có, còn mình không biết nó không có đâu. Không phải vậy. Thành ra chúng ta thấy là những cái quan trái nó đi như thế. Và nó đi ở đâu? Nó đi trong tâm của mình. Nó trôi chảy trong cái dòng hồ kiếp này, trong tâm của mình nó nói. Nó nói khi nào? Khi nào mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân nếm, xúc chạm, và nó ở trong cái làn tư tưởng của mình luôn. Khi mình phóng một cái tầm nhìn tới đâu đó thì nó đều nói vậy. Cho nên tất cả những cái gì mình làm, dẫu mình có quên rồi, nó vẫn trở lại. Cái này những cái gì nào hành thiền thì sẽ thấy. Khi mà mình hành thiền đó, mình sẽ thấy là có những cái nó đi qua, nhưng mà mình không bao giờ mình quan tâm đến nó vẫn hiện lên. Kinh như thế, đủ biết là cái dòng hộ kiếp của mình đó, là cái sở hữu tưởng nó là cái camera. Một khi nó đã gắn ở đây á, mà nó chiếu xuống, mà nó trông thấy rõ đó, thì cái chuyện mình có quan tâm tới con kiến hay không con kiến, thì con kiến nó vẫn có trong camera này. Và nó chiếu lại là có. Thế là người ta nói thế này: tất cả những gì mình không bằng lòng, mình nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng gì mình đó, tại mình không bằng lòng, mình không hài lòng cái chuyện đó, mình đưa nó ra rồi,
Nhưng tất cả những gì mình không bằng lòng, điều đó khởi lên cái tâm sân. Và cái này nó đều ảnh hưởng trong cái dòng quế nhiễm của mình. Và đừng tưởng rằng nó không có tăng trưởng cái bệnh về tâm của mình. Có bệnh về tâm. Chúng ta thấy bệnh về thân, chúng ta không thấy bệnh về tâm. Bao giờ chúng ta nhận ra được cái điều đó thì chúng ta hiểu là cái bệnh về tâm khó chữa hơn bệnh về thân. Mà chỉ cần chúng ta định hướng đúng cái cuộc đời chúng ta, chúng ta suy nghĩ đúng, thì chúng ta thoát rất là nhiều thứ. Vì khi chúng ta định hướng đúng, chúng ta suy nghĩ đúng, chúng ta có một cái năng lượng lành, chúng ta có một cái sự tự tin. Còn nếu không, những lực bên ngoài tác động vô. Và chúng ta nhớ hai điều. Lực tác động bên ngoài vô, nó có thể đi bằng cái con đường thù hận. Nó thể đi bằng cái con đường yêu thương tâm tối. Con đường yêu thương mà thiện lành và trí tuệ không nói điều đó, nhưng yêu thương tâm tối nói. Chúng ta nghe đây. Cha mẹ đều là Phật tử hết, nhưng khi con đi xuất gia không cho. Và cha mẹ đó, khi mà nói cái con đường không cho đó, thì đi bằng cái con đường thiện thiện trí rất ít, mà đi bằng cái con đường liên ái nhiều. Mà nhiều người thoát ra không được. Cho nên sư cô có nói với những cái người mà bị cái hoàn cảnh đó, sư cô có nói, hãy nói cho cha mẹ mình biết đó. Người ta ở tù còn vô thăm được, huống chi đi tu. Bây giờ ba má cho con đi tu á, mà ba má có già yếu bệnh hoạn, không có ai chăm lo đó, thì cái luật của Phật có cho là con đây gác y lại để mà về nuôi nấng cha mẹ. Tại sao phải gác y lại? Tại vì một người thọ tỳ kheo mà chăm sóc nuôi nấng cho một người năm giới thì người năm giới bị tổn đức, cho nên gác y lại để mình về với tư cách là một người con, một người năm giới, giúp cho một người năm giới. Chuyện đó luật nhà chùa có. Nhưng nếu con đây đó lấy chồng lấy vợ đó, thì không có cái luật nào cấm con về với cha mẹ, nhưng cơm áo gạo tiền con không về được. Con không thể nào nuôi cha mẹ đằng đẵng từ tháng này qua tháng khác được. Nên hãy suy nghĩ kỹ cái chỗ này. Cho nên có những người đó, người ta cản những cái điều tốt đẹp của mình đó, không phải vì người ta ghét mình đâu. Cái người ghét thì nó rõ rồi. Có người ta thương, nhưng người ta nói theo cái gì? Người ta nói theo cái tâm đời của người ta, theo cái sự tính toán trong đời thường. Người ta không nói về phía tâm linh. Mình phải tin rằng khi mình đi vào con đường thiện này, thấy không? Con đường thiện này, thì chư thiên ở trong cái cõi dục giới cũng làm điều thiện. Những bậc hành trì về thiền này cũng làm điều thiện, thì chúng ta sẽ nói được cái nhân quả này, nói được nhân quả này. Còn nếu như chúng ta làm mà với một cái tâm mà nó lo lắng thái quá, rồi phải cầu cạnh, phải thế này thế nọ, đây là những cái pháp bất thiện, thì chỉ càng làm càng khổ mà thôi. Càng làm là càng mất ăn mất ngủ thôi, không làm gì được. Cái tâm mình nó ghê gớm. Cái chỗ này là cái chỗ sư cô muốn nói với quý vị là không ai đi đường mà không nghĩ rằng là có sự bất trắc. Nhưng chuyện đó không cần thiết phải nghĩ tới, mà phải nghĩ tới đi thế nào cho đúng đắn, đi thế nào cho đàng hoàng, bản thân mình giữ cái luật lệ đi đường cho tốt. Cái thứ hai cần quan sát những người đi chung quanh đó, coi nó lái xe mà nó chạy nhanh quá nhường nó lại một chút, nó ẩu quá nhường nó lại một chút, thì tất cả những cái đó là sự an toàn. Còn mình bước ra đường mà cái gì mình cũng sợ hết á, thì chắc chắn nó xảy ra. Vì sao vậy? Là vì những cái pháp bất thiện trong cái tâm của mình đó, nó nhịp như thế này. Và khi nó càng nhịp nhiều chừng nào, càng lo lắng chừng nào, thì cái phóng vật nó lớn chừng đó. Mà phóng vật là con đường cầu thông của tất cả những tai họa. Càng sợ chừng nào thì nó càng cầu thông chừng đó. Cho nên chúng ta phải hiểu những cái luật về tâm linh này.
để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của mình. Chứ không phải chúng ta đây đó là mặc kệ nó, bất chấp tất cả, không phải. Mà chúng ta nên thận trọng, nên làm điều tốt, và nên bao biện tất cả những cái gì có thể tránh được thì chúng ta nên làm cho đàng hoàng. Tận nhân lực của mình để tri thiên mệnh, để biết rằng tất cả những điều tốt đẹp mình làm rồi đó mà nó quá cái tầm tay của mình, có nghĩa là quả nghiệp không tốt. Chứ đừng bao giờ bắt đầu cái việc gì đó thì chúng ta làm cho cái sự bất an ở trong tâm của mình đó nó tăng trưởng lên, thì không có cái gì thành tựu được hết. Bây giờ mình già rồi, chết bất cứ lúc nào, chuyện đó đương nhiên nó phải xảy ra thôi. Mà tại sao phải lo tới cái chuyện chết? Tại sao phải lo tới cái chuyện đó? Trong khi chết thì chỉ có một sát na thôi. Sau cái hộ kiếp này nó có một cái sát na tử thôi. Mà tại sao mình kéo dài cái sự lo sợ của mình? Cái mà mình phải sống, và còn cái giây phút nào có thể giữ cái tâm của mình được bình an hay giữ. Còn cái chuyện tới cái chỗ đó thì mà nó cắt cái là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là sống tốt, còn chuyện của nó là nó vận hành. Bởi vì nó cắt xong rồi nó nói mà. Nó cắt xong rồi thì cái sát na này ra nó sẽ sanh trở lại mà. Đây, sanh liền. Xong phải lo. Nhưng mà cái mình có thể lo được, gìn giữ được đó, là sau khi như thế này rồi đó, mình có thể sanh ra được làm con người, mà con người có tâm nhân. Bởi vì mình gìn giữ giờ phút cuối của mình là thiện trí, thì khi tái sanh làm người phải là người thiên nhân, tâm nhân. Sanh lên cõi trời cũng là người tâm nhân. Chuyện đó sao không làm? Đi làm những cái chuyện thiệt hại cho mình để làm gì? Cho mình cứ sống như cái người nông dân vậy đó. Cứ ngày hôm nay phải gieo giống, phải bừa, thì cứ bừa cho tốt, gieo giống cho đàng hoàng, chu đáo tất cả mọi thứ. Xong rồi về tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong rồi đi vòng vòng coi đồ đạc xung quanh tất cả, tới giờ ngủ lăn ra ngủ. Ngủ xong ngồi dậy làm tiếp. Thì cuộc đời của mình vậy đó. Nó kết thúc xong rồi đó ha. Mình nhắm mắt rồi, mình đi rồi đó, thì tái sanh lại thì cái điều thiện làm tiếp. Cứ cái này mà làm tiếp thôi. Thiện với thiện trí thì làm tiếp thôi. Thì người nông dân cũng vậy. Mai còn phải đi cày nữa mà. Thì chúng ta cứ sống bình an, tốt đẹp vậy được. Tại sao là phải tính toán nhiều quá vậy? Tính toán để lo sợ thì cái đó là tính toán bằng cái tâm tham. Và cái tính toán này là cái tính toán đưa đến sự điên đảo, và nó sẽ đưa đến cái khổ. Luật của nó là như vậy. Chúng ta nắm cái luật này thì chúng ta sẽ áp dụng trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Mặc dù đây do cái nhân quả chúng ta có thể sanh xuống những cái cảnh khổ nào đi nữa, thì chúng ta thấy chánh pháp ở chỗ này. Ta thấy chánh pháp thì ra được. Giáo pháp này giúp cho chúng ta sống trong chánh pháp. Giáo pháp này giúp cho chúng ta ra khỏi cái cõi khổ mà chúng ta phải rơi xuống. Bởi vì đâu phải là khi chúng ta chết đó, đâu có phải là nó hết một kiếp này rồi đó là nó chết đâu, đâu phải đâu. Chú cô vẫn thường nói rằng nó không phải là do cái kỳ thi vào đại học không, mà nó còn cái điểm học bạ từ cái lớp 1 lên đến lớp 12. Rồi cái bằng tốt nghiệp nữa, rồi nó mới thi vô đại học, nó cộng hết tất cả cái đó vô. Thì mình đâu có biết là cái điểm mình nó cộng hay nó trừ ở cái chỗ nào. Nhưng mà cộng hay trừ ở chỗ nào thì cái công việc tiếp tục của mình vẫn là thiện và thiện trí vậy thôi. Có thể làm được cái điều gì mà nó thuộc vào thiện và thiện trí trong cái tâm của mình thôi. Và thiện không có nghĩa là phải đi từ thiện mới là điều thiện. Không phải. Từ thiện là một trong những cái điều thiện. Nó là thuộc về thiện bố thí. Nhưng mà nó cũng dễ ô nhiễm lắm. Phải nhớ như vậy. Làm thiện là tại vì làm cho cái
Cái nhóm mình mà kêu tới 1.000 là có 1.000, kêu 500 là có 500, kêu là có liền. Cho nên là nó cũng vinh danh trong cái nhóm thiện của mình. Và trong cái nhóm thiện nó có mình, ai làm gì làm tôi bao sao, nó cũng có mình trong đó. Rồi mình có ý kiến, cho nên hãy coi chừng, vì đây là cái pháp thiện. Nó có thể đi cái thiện mà nó thiếu trí, cho nên nó có thể làm quấy nhiễm, vì nó đưa cái ngã nó vào. Nó đưa cái ngã nó vào. Và khi nó đưa cái ngã nó vào, nó dễ sân. Ở đây nó sẽ thiện, nó sẽ nối kết thế này. Kinh lắm. Còn cái mà nó thuộc về thiện trí đó, thì mấy cái em này, mấy cái em mà xấu quắc này nó vô không được. Bởi vì cái thiện trí này nó soi sáng, thành ra cái bóng tối này nó không thâm nhập vào được. Còn đây thiện này nó ly trí, cho nên nó khi tỏ khi mờ, nó lù mù lờ mờ. Hai cái này mà nó bật đèn màu lên là nó kết vô liền. Còn cái thiện trí này cái đèn sáng, nó thấy trung thực, thấy rõ, thấy chính xác. Còn đây là đèn màu, tâm tham đầy màu sắc, tâm sân mới là màu tối. Còn cái tâm tham này màu của nó rực rỡ. Quý vị cứ đến những cái bar nhảy đầm, cái chỗ casino, thì quý vị thấy đèn đốm ở chỗ đó nó đẹp như thế nào, thì cái tâm tham, cái màu của nó cũng như vậy. Rất là quyến rũ. Nó soi tới đâu nó nhấp nháy, nó có một cái hấp lực rất là mạnh mẽ. Vì mình phủ những cái màu sắc mà do tâm mình áp đặt lên đó, mình tưởng tượng ra rằng mình được cái này mình sẽ hạnh phúc ra sao, mình sẽ vui ra làm sao, mình sẽ được dễ dàng ra làm sao, mình được vinh danh ra làm sao. Đó là tất cả cái màu sắc của cái tâm tham mình nó phủ lên cái chỗ đó, và nó hình thành một cái hình ảnh, nó cuốn hút mình ở trong đó. Đó là cái hoạt động trong cái tâm thức của mình, nó dẫn dắt mình đi vào trong cái pháp bất thiện mà mình không có hay. Xin lỗi, hôm nay mình phải nghỉ sớm chút. Xin mời quý vị nghỉ.